Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình review sản phẩm ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục đến với chúng ta là sản phẩm Chiến Xa Thần Thú phần 2. Sản phẩm nút một hẻ và biến hình 360 độ. Sản phẩm này có cái tên là... không thể nhớ được. Và cái tên của anh đặt sẽ khác với cái tên của bên công ty Việt Tinh Anh My Kingdom các bạn ha. Biến hình đồ chơi biến hình hỏa thần lốc xoáy. Cái con đỏ này có cái tên là hỏa thần lốc xoáy, nó có cái tên trùng tên với lại của một cái nhân vật của thần xe đại chiến các bạn ha. Và tạm thời và cũng là từ đầu khi xuất hiện phần này anh cũng đã đặt nó là cái tên cũng dễ thương cũng không kém, đó là robot bạo chiến. Đây là robot cuồng phong các bạn ha, còn đây là robot bạo chiến. Rồi hôm nay chúng ta sẽ dán đề can cho robot bạo chiến và làm một cái đoạn sơ sơ về robot bạo chiến này. Tại vì thú thật với các bạn là hiện nay các đoạn clip review về robot bạo chiến này cũng đã rất nhiều rồi và xuất hiện cách đây cũng khá lâu. Tại vì với cái Chiến Xa Thần Thú phần 1 về và qua đợt thì Chiến Xa Thần Thú phần 2 phiên bản tiếng Hoa đã về những con này rồi. Và một số trang review sản phẩm như là đồ chơi review hay là trang vua đồ chơi hay một số trang khác đã review rồi. Nhưng hôm nay anh sẽ giới thiệu phiên bản chính thức cái dòng tiếng Anh với các bạn và để chúng ta dán tem nó như thế nào. Thực sự ra mà nói, một cái sản phẩm do công ty Việt Tinh Anh họ nhập về và làm phân phối thì nó sẽ được ép vỉ như thế này. Vì khui vỉ ra nó cũng rất là dễ, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng thực tế anh nhận xét thấy là cái con anh đang cầm trên tay là con thật của phiên bản tiếng Hoa dòng nội địa anh đang có trên tay và phiên bản tiếng Anh đang có trong hộp. Nó chỉ khác nhau một điểm duy nhất là ở đây nó có một cái hai điểm, một cái là đồng tiền bí mật và điểm thứ hai là nó được đóng hộp khác ha các bạn ha. Còn về mặt chất lượng thì anh đã chơi qua dòng tiếng Anh rồi và cả chơi qua cả dòng tiếng Hoa rồi. Trực tiếp đứng bán ở cửa hàng anh thấy rằng là hai chất lượng này hoàn toàn giống nhau. Và giá cả hiện nay thì dòng tiếng Hoa nó sẽ nhẹ hơn dòng tiếng Anh một chút ít. Nhưng anh vẫn khuyến cáo rằng các bạn nên tìm mua dòng tiếng Anh, bởi vì sắp tới đây công ty Việt Tinh Anh, hệ thống My Kingdom sẽ tổ chức một cái chương trình họ nói thôi, họ đưa ở trên cái banner mà họ đưa cho bên anh là sưu tầm để đổi quà bất ngờ. Anh không biết rằng là sưu tầm cái gì và đổi quà cái gì, nhưng anh khuyến cáo khi các bạn mua hàng các bạn nên giữ lại cái vỏ hộp này và những cái thông tin phía bên trong vỏ hộp như là thẻ nè. Bên trong nó có một cái thẻ và một cái hướng dẫn. Đây các bạn thấy cái thẻ không? Này, anh cho cái đèn chớp chớp mà nó có cái thẻ của con Chiến Xa Thần Thú này. Và anh khuyến cáo rằng là các bạn nên giữ lại nhé. Và bây giờ thì anh sẽ dán tem cho cái con Chiến Xa Thần Thú này phần 2 này, robot bạo chiến ha, hỏa thần lốc xoáy. Bây giờ anh sẽ cố gắng anh đưa vào để anh dán ha. Hy vọng là nó sẽ thắng. Y da. Anh sẽ dùng đầu dao anh đẩy nó vào. Nhẹ nhẹ thôi các bạn, để nó lủng nó rách ha. Rồi đẩy vào. Đó ha. Giờ anh sẽ dùng cái đầu này anh đẩy xuống. Đó. Đó ha. Rồi. Rồi ha.
xong. Và bây giờ chúng ta hoàn thành được việc dán cái tem cuối cùng. Bụp, hơi xéo. Rồi xong. Và bây giờ anh đã dán hoàn thiện con chiến xa thần thú hỏa thần lốc xoáy robot con bảo chiến này, rất là đẹp và xinh xắn ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của anh Phi là sẽ cho nó biến hình ha. Đây, ôi hột rồi, đây bắt đó, nó biến hình ha. Giờ mình sẽ làm lại cho nó biến hình. Con này xu hướng biến hình và có khả năng bay về trước ha, cho nên là chúng ta chuẩn bị. Úi xui giờ rồi, đây chuẩn bị có khả năng biến hình bay về trước và chúng ta chuẩn bị. Robot bỏ chiến và robot cuồn phong. Nhưng mà đặc biệt một điều, anh này ăn thẻ sao anh giấu luôn ở phía sau lưng ảnh hả các bạn. Anh này thì đưa cái thẻ ra phía trước, nhìn ngầu không? Và anh này giấu cái thẻ ra sau lưng bí ẩn không? Đây này, đôi bạn rất thân thiết và cùng nhau chiến đấu đó các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã đến với buổi dán tem và review sản phẩm cơ bản với dòng chiến xa thần thú một thẻ biến hình 360 độ robot bảo chiến hỏa thần lốc xoáy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đăng ký kênh để cập nhật ngay những video clip mới nhé.